Chào mừng toàn thể anh chị và các bạn đang quay trở lại với Bình Dương Land Review. Ngày hôm nay thì quay trở về với khu vực của thành phố Thuận An, và một trong những cái dự án mà đang trễ tiến độ mà nhiều anh chị khách hàng yêu cầu đã từng mua trong dự án này và yêu cầu tôi quay cũng như cập nhật về cái hạ tầng cho anh chị và đưa cái lời khuyên cho anh chị khi mà anh chị mua phải dự án này thì xử lý như thế nào. Thì kính thưa anh chị và các bạn, thì dự án này mang tên là Casamon, là tên thương mại, với cái tên của pháp lý đó chính là khu nhà ở Minh An, tọa lạc trên đường Bình Chuẩn 62, và bên này đó chính là khu vực của thành phố Thuận An. Còn địa phận của cái sổ sách của cái dự án này tọa lạc đó chính là thuộc phường Tân Phước Khánh nha anh chị nha, của thành phố Tân Uyên. Thành phố Tân Uyên thì mới được phê duyệt đây thôi, thế cho nên rằng cũng là một cái cơ hội cho anh chị. Tuy nhiên rằng với dự án này, pháp lý của bên chủ đầu tư cũng đang triển khai gọi là chậm và trễ tiến độ như thế này, thì tôi quan sát thấy ở bên dưới hạng mục là đang vẫn chảy đá mi và vỉa hè cũng chưa xong, tất cả những hạng mục đấu nối đều chưa có điện nước. Như vậy thì dự án này nhìn tổng thể thì tôi thấy một buổi chiều rất nhiều những quý khách hàng, anh chị em gia đình ghé trong đây để thả diều là chủ yếu. Như vậy thì tôi đã thấy là rút hết tất cả những cái cơ sở, những cái vật liệu cũng như là những công nhân để hoàn thiện cái hạ tầng này, để thẩm định nghiệm thu hạ tầng. Như vậy thì dự án sẽ còn rất là lâu để bàn giao cho anh chị. Đó chính là cái điều mà anh chị cũng rất là lo lắng về dự án này. Dự án này thì tổng quy mô là khoảng 3,8 hecta, cung cấp ra ngoài thị trường là khoảng hơn 200 nền, và với cái dự án quy hoạch 1/500, có những lốc là xây nhà mới ra sổ. Và với cái tiến độ một cái dự án nhỏ như thế này nhưng mà tiến độ lại rất là trễ, thì anh chị hãy cố gắng liên hệ với chủ đầu tư để xem họ giải thích có phương án và đã nộp chuyển đổi mục đích sử dụng chưa, và thúc đẩy cái tiến độ hạ tầng này, hoàn thiện vỉa hè, đấu nối điện nước cũng như là chạy nhựa, để có thể là thẩm định cũng như là nộp hồ sơ về bên nhà nước để họ tới đây thẩm định xem đúng cái dự án hay không, chuyển đổi mục đích được hay không, và có cái lời giải đáp cho anh chị chính xác. Chứ còn nếu như mà hiện tại bây giờ về cái pháp lý dự án như thế này là tôi đảm bảo là chưa có hoàn thành và pháp lý chưa xong. Như vậy thì bắt buộc chủ đầu tư phải là người hoàn thiện tiếp tục cái pháp lý của dự án này cũng như là hạ tầng anh chị nhá. Cho nên rằng dự án này thì theo yêu cầu cũng rất nhiều anh chị cập nhật lại cho anh chị dự án. Nhưng mà thực tế thì tôi thấy là năm vừa rồi cũng đã quay, thì cho tới hiện tại bây giờ thì cũng không thay đổi là mấy. Cũng chưa có cái gì gọi là hạ tầng của dự án được hoàn thiện để làm được bàn giao cho anh chị vào xây dựng nhà, và cũng không có cái gì hơn về cái dự án này để quay giới thiệu cho anh chị xa có thể tham khảo những dự án đẹp, dự án pháp lý an toàn. Và đây là một dự án anh chị nên tìm hiểu thật kỹ trước khi mua và tránh những cái rủi ro vậy nhá. Và rất cảm ơn anh chị đã tham khảo cũng như trao đổi với Bình Dương Land Review trong thời gian qua, và anh chị có bất cứ những cái thắc mắc cũng như là những cái đề xuất cái dự án nào cần cập nhật thì tôi sẽ cập nhật tiếp cho tục cho anh chị. Những anh chị nào đang xem video và có gửi những cái lời yêu cầu về những dự án trên khu vực của Trân Thành thì có thể là đợi thêm nhé. Tại vì trong đợt này tôi đang có nhiều cái dự án yêu cầu của anh chị trước đó tại Bình Dương, thì trong thời gian sắp tới sẽ sớm nhất sẽ đưa cho anh chị những video này. Anh chị luôn ủng hộ kênh bằng việc ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ một cái dự án thông tin quan trọng nào về bất động sản nhé. Xin chào anh chị.